IVF Phương Châu xin chào anh chị. Video này sẽ hướng dẫn anh chị cách tiêm loại thuốc Burigon 600 với liều 200 đơn vị. Thì với liều 200, ống thuốc này anh chị sẽ tiêm được 3 lần. Bước 1, anh chị sẽ kiểm tra thuốc với toa thuốc xem có đúng tên thuốc hay không. Cái thứ hai là có đúng liều 200 đơn vị hay không. Và cuối cùng là ngày tiêm được chỉ định có đúng hay không. Khi khui hộp thuốc, anh chị cần kiểm tra lại lần cuối cùng xem có đúng tên hay không. Tiếp theo sẽ kiểm tra hạn sử dụng của hộp thuốc còn hay không ạ. Kế tiếp, anh chị sẽ kiểm tra chất thuốc trên ống thuốc có thay đổi hay không. Đối với ống thuốc bình thường thì sẽ có màu trắng trong, đối với ống thuốc hư thì nó sẽ đổi màu và bị vón cục lại. Sau các bước kiểm tra thì anh chị cần rửa tay lại với dung dịch sát khuẩn có chứa cồn hoặc là xà phòng trước khi thực hiện lắp thuốc và chỉnh liều thuốc. Tiếp theo thì anh chị sẽ lắp ống thuốc vào bút tiêm. Anh chị sẽ tháo đôi bút tiêm ra và khi lắp ống thuốc vào, chú ý là sẽ cầm ống thuốc hướng đầu có thuốc xuống dưới. Ở thao tác vặn bút tiêm lại thì anh chị sẽ chú ý là vặn chặt bút tiêm. Bước 2 là chỉnh liều thuốc. Anh chị chỉnh liều thuốc bằng cách xoay núm chỉnh liều cho đến khi nào cửa sổ chỉnh liều xuất hiện đúng 200 đơn vị thì dừng lại. Với trường hợp anh chị vặn hút liều 200 thì anh chị sẽ vặn đến liều tối đa luôn và thực hiện chỉnh liều lại từ đầu. Kế tiếp, anh chị sẽ tháo niêm phong của nắp kim ra và thực hiện vặn nắp kim vào bút tiêm. Thì khi vặn, anh chị chú ý là vặn vừa phải, không vặn quá chặt, tránh trường hợp nắp kim bị bể sẽ làm thuốc của anh chị chảy ra ngoài trong quá trình anh chị bơm thuốc. Bước 3 là tiêm thuốc. Khi đã lắp xong đầu kim thì anh chị sẽ xác định vị trí tiêm. Thì vị trí tiêm mình xác định sẽ là dưới rốn, cách rốn khoảng 4-5 cm, tương đương khoảng 2 lóng tay. Anh chị có thể tiêm ở vị trí là từ trái sang phải hoặc là từ phải sang trái, miễn sao cách rốn 2 lóng tay và nằm ở phần dưới rốn là được. Kế tiếp thì anh chị sẽ thực hiện rửa tay lại với dung dịch sát khuẩn chứa cồn hoặc là xà phòng trước khi mà mình thực hiện sát khuẩn vùng tiêm. Thì cái cách sát khuẩn vùng tiêm á, anh chị sẽ dùng gạt tẩm cồn hoặc là gòn khô thấm cồn để mình sát khuẩn theo hình xoắn ốc từ trong ra ngoài. Trước khi thực hiện tiêm thì anh chị kiểm tra lại lần cuối cùng xem cái cửa sổ chỉnh liều có hiện đúng số 200 đơn vị hay không. Sau đó sẽ tháo hết toàn bộ nắp kim ra và thực hiện véo dao bụng lên, ghim kim nhanh một góc 45 đến 90 độ. Một tay anh chị sẽ cố định bút tiêm, tay còn lại anh chị sẽ ấn đè nút chỉnh liều để thực hiện bơm thuốc. Khi bơm thuốc, số 200 đơn vị trên cửa sổ chỉnh liều sẽ lùi từ từ về đến số 0, là anh chị đã tiêm hết liều 200 hôm nay. Anh chị sẽ tháo đầu kim ra bỏ và bảo quản ống thuốc vào ngăn mát tủ lạnh cho liều tiêm tiếp theo ngày hôm sau. Đến liều tiêm cuối cùng của ống thuốc này, anh chị sẽ tháo ống thuốc ra và trong ống thuốc sẽ còn dư lại một lượng thuốc đệm. Anh chị sẽ không thực hiện tiêm lượng thuốc đệm này. Sau khi tiêm thuốc thì anh chị cần phải theo dõi các biểu hiện như sau. Các biểu hiện bình thường là tràn bụng dưới, căng ngực, đau lưng và dịch âm đạo ra nhiều. Các biểu hiện bất thường anh chị cần phải liên hệ với nhân viên y tế ngay lập tức. Đó là khó thở và đau bụng do bụng căng lớn. Thứ hai là chóng mặt, nôn ói kèm theo tiêu chảy và tiểu ít, mặc dù là đã uống rất nhiều nước. Thứ ba là sẽ ngứa, nổi mẩn đỏ vùng tim hoặc là lan khắp cơ thể, dịch âm đạo ra nhiều, có mùi hôi và ngứa. IVF Phương Châu xin cảm ơn.